Sáng nay, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý tư năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành chủ trì hội nghị. Để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đã phát hiện 49.770 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xử phạt 47.254 trường hợp với tổng số tiền gần 112 tỷ đồng. Toàn tỉnh xảy ra 435 vụ tai nạn giao thông, làm chết 225 người, làm bị thương 338 người, làm hư hỏng 700 phương tiện, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 88 vụ. Đánh giá chung, tai nạn giao thông giảm được 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong các đợt cao điểm lễ Tết được bảo đảm. Tình hình ùn tắc giao thông tại các nút giao lộ trọng điểm trên các tuyến đường trọng điểm của tỉnh đã từng bước được khắc phục. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị cần vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Trong đó chú trọng tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông trong toàn dân, tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đẩy nhanh triển khai hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông trên địa bàn tỉnh và nhất là bảo đảm trật tự an toàn giao thông về nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.